ngày quốc tế thanh thiếu niên năm nay. Hãy cùng nhìn lại những lần đầu tiên. Chúc mừng, nhưng mà giấc mơ vậy. Đây là lần thứ hai rồi. Mình bị sao vậy chứ? Lần cuối cùng. Hai đứa đã có gì với nhau chưa? Và cả những thời khắc đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Xin lỗi, nhưng tôi thích người khác mất rồi. Thật kinh khủng. Xem ngay lần anime kỷ niệm ngày quốc tế thanh thiếu niên tháng 8 này trên kênh Animax.